Chào các bạn, mình là Kim Nhạn. Hiện tại mình đang theo học chương trình Quản trị Tài chính và Kinh doanh Quốc tế của trường đại học Aarhus ở Đan Mạch. Nói tới Aarhus là nói tới thành phố lớn thứ hai của Đan Mạch, nơi thu hút hàng ngàn sinh viên quốc tế từ khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển, đổ về đây để nâng cao kiến thức và trau dồi kỹ năng nghề nghiệp. Vì là một trong trường đại học hàng đầu thế giới, chất lượng đào tạo giảng dạy đây luôn được đặt lên mức tối ưu. Bất kỳ khi nào mình có thắc mắc gì thì các giảng viên luôn luôn sẵn sàng tận tình giúp đỡ. Môi trường học tập quốc tế cho mình cơ hội được kết bạn và tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau và học hỏi được từ họ rất nhiều, từ cách tư duy, nhìn nhận, đánh giá vấn đề, cách làm việc. Và với mình thì đó sẽ là một cái đường rất lớn sau khi tốt nghiệp, vì nó nâng cao khả năng thích nghi và cho mình sự tự tin để có thể giao tiếp và làm việc với mọi người từ khắp mọi nơi trên thế giới. Và lúc mà phải đưa ra quyết định thì mình cũng có cân nhắc tới cơ hội cũng như lợi thế sau khi tốt nghiệp. Đan Mạch là nơi sản sinh ra các doanh nghiệp hàng đầu thế giới với các thương hiệu giống như Lego, Bia Kaspers, Transpandora, Novo Nordisk hay là Mars có chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới, nên việc mà học tập ở Đan Mạch nó cũng cho mình cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với dự án từ các doanh nghiệp này. Cùng với đó, người dân Đan Mạch vô cùng thân thiện, mọi thứ đều diễn ra rất là bình đẳng ở đây và mọi người rất yêu quý sinh viên quốc tế. Với các bạn trẻ năng động, dám đi xa, muốn trưởng thành và đang tìm kiếm một cơ hội để phát triển bản thân, mình nghĩ Đan Mạch sẽ là một sự lựa chọn rất tốt cho bạn. Và mình rất hy vọng được gặp bạn ở đây tại Aarhus. Xin chào!